Sáng ngày 14 tháng 9, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9 năm 2018. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tây Ninh, có ông Trịnh Văn Phước, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, cùng các báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo các ban ngành thuộc khối tư tưởng văn hóa khoa giáo, lãnh đạo ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tham dự. Hội nghị đã được nghe Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật báo cáo công tác xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Thuật cho biết, hiện nay cả nước đang có khoảng 17 triệu người lao động hưởng lương tại các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp Thời gian qua, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, 60% công nhân người lao động tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được tuyên truyền về pháp luật. Từ năm 2008 đến nay, đã có hơn 5 triệu người lao động được nâng cao tay nghề. Hội nghị cũng được nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo những vấn đề đặt ra và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới phát biểu kết luận hội nghị phó trưởng ban tuyên giáo trung ương lê mạnh hùng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên những người làm công tác tuyên giáo cần nâng cao nhận thức nắm bắt mọi vấn đề một cách sâu sắc cả về mặt tích cực lẫn hạn chế để có định hướng trong công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình từng địa phương